Sáng nay 20 tháng 6, Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trưởng ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 Phạm Ngọc Thưởng chủ trì. Tham dự tại điểm cầu An Giang có ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 6, trong đó ngày thi chính thức là 27 và 28 tháng 6. Cả nước có tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.071.393 thí sinh, trong đó thí sinh tự do là 47.978, chiếm 4,38% tổng số thí sinh. Thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020. Tổng số thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ là 66.927 thí sinh, chiếm 6,25% tổng số thí sinh. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch đề nghị các địa phương tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho kỳ thi, như thành lập ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi, xây dựng phương án chi tiết để tổ chức triển khai các khâu của kỳ thi. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát việc ban hành văn bản các quy định thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện, rà soát phân công nhiệm vụ hoặc bổ sung nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi. Đối với ban chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc sâu sắc chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục kiểm tra rà soát tổng thể các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi như địa điểm in sao đề thi, địa điểm tổ chức thi, địa điểm lưu trữ bài thi, địa điểm làm phách, địa điểm chấm thi, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chấm thi. Đồng thời, đề nghị các địa phương thực hiện đúng tinh thần 4 đúng 3 không, tổ chức hoạt động thanh tra kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định pháp luật về công tác thanh tra kiểm tra, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chủ động, nhân văn, chu đáo, thân thiện.